Chào các bạn. Hi guys. Hello. So today we're gonna eat noodle with Spiny Lobster from Florida. Bữa nay hai cha con chơi sọp nha, ăn tối cũng như là ăn mì. Mì này mì của Hàn Quốc á. Bên này cay, bên không cay. Coi nè. Ăn cho nó đã nè, cái loại này á thì nó không cay, còn cái loại này á thì nó cay, spicy and non spicy, giúp cho nó đã. Đặc biệt là mấy cái con tôm hùm gai, tôm hùm bông á của bên tiểu bang Florida, có ăn nấm rơm nè với lại rau muống, mushroom and Vietnamese vegetable. Rồi, chín rồi con ăn đi. Lấy con tôm ra để cho nó nguội hả? Không chút nữa à. Không chút nó nóng. Ôi giời. Rồi. Để ngoài cho nó nguội chút, nó ăn cho nó đã. Trời ơi. Nó rớt ra. Con này nó quẹo quá. Wow, thấy chưa? So good hả? Look at the size of this thing. Wow, tôm hùm bông của Florida. Rồi. Ăn cái này á thì thích ăn trứng á. Trứng nè, đập bỏ vô. Quang quang chưa chán á. Wow, bỏ vô vậy, chút nữa lấy ra liền. Rồi ba bỏ đây cho con nha. Rồi, gấp ăn thôi. Lấy tôm hùm ăn nữa nha. Dần nhỏ xuống, còn chút nữa. Chín hết. Rồi, mời các bạn ăn nha. Hey guys, have some noodle. Wow, nóng quá. Mấy con tôm hùm này á, nó chuẩn bị nó lột á. Cái này cũng giống như là tôm hùm hai da nha. These lobster, they're about to molt. So it's like they have their skin, sharp skin in there. In addition to the hard shell. Wow. Bởi vì nó nói tôm hùm gai đúng à. Gỡ này cũng như là nó dễ á, nó giòn. Wow, nước nó chảy ra. Ngon không con? Nãy ăn hấp dữ vậy. Yeah. Coi nè. Đẩy vậy đi. Yeah. Rồi, ăn mì. Nó không có cay lắm ha.
No, dừa hả? Yeah. Rồi. Nhặn lửa lên cho nó ấy một xíu. Uống bia quên. Nó ngon, nó lạ. Bà lọc vậy còn à, giống cái đó. Nó dễ ăn. Chuẩn bị nó lột da nó dễ. Nó dễ. Dễ lột. Cái trứng là còn trứng nó chín rồi kìa. Dốc nó ra. Không thôi chút nó chín quá ăn không ngon. Chút nữa không muốn ăn cái da này mà tháo cái da này ra. Take it out. Da này nó chuẩn bị nó lột á, bởi vì nó có cái phần da non á, bé không thích, bởi vì lấy ra không sao hết. Này, không có gì. Xong xuôi ha, gọn đó. Giờ chỉ để cho đây cho nó nóng nóng một xíu. Okay. À, chút ăn thôi. Rồi con lấy cái nó con ăn. Mình lấy cái trứng ra. Trứng nóng. Ăn cái này vừa ăn vừa hít nó mới đã. Để rau vô cho nó bớt ra. Bớt sôi à. Đó, vậy luôn. Quá wow, trời luôn. Quá trời rau luôn. Bỏ vô. Từ từ ra. Rồi cứ ăn từ từ thôi. Ăn tôm con, cắn tôm. Nãy giờ trong này nó lâu rồi. Rồi mà các bạn ăn nha. Nóng nóng.
Trứng nó vừa mới chín á, ăn về á mới đã. Tôm hùm bông của Florida nó khác, có cái vị khác ngọt ngon của nó. Mời con. Nếu mà các bạn nào bên Mỹ á, chưa có dịp thử ăn tôm hùm Florida, mua về ăn thử coi có nó ngon như thế nào. Giá cũng cũng ok, không mắc lắm. Ăn này hút hấp gặp lạp lạp vậy mới phê. Nóng à? Yeah. Chảy mồ hôi hết là hà cho con. Giờ nó vô bắt đầu tới phần cái đầu. Giờ tới phiên cái phần chất lượng gạch. Mời các bạn nha. Trời ơi trời ơi, ăn vậy sao chịu nổi.
giúp gì không? No. Nè không, cái đầu của nó nè, cái phần này là chuẩn bị nó mọc da 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 cứng á, nhưng mà cái da này vẫn còn mềm, còn bên trong à gặp quá trời luôn. Ngọn lửa nhỏ xuống bớt. Ngon. Ăn mì không ăn cái này không chút nhé chút. Wow, nóng à. Vừa ăn vừa hết hà, nó nóng. Nóng mà nóng chứ không phải cay. Gặp không à. Lấy cái bao tử ra trước mà không chút nó bể. Trong này nó thật quá trời luôn chẳng hạn. Thật nhá, vừa có thịt mà nó vừa có gạch á. Quá trời luôn ha. Trên cái đầu của nó nè, nguyên cái lớp thịt ở dưới đây nè. Vậy mà mấy người Mỹ trắng á, không phải mấy người Mỹ trắng mà mấy người Mỹ á bên đây đó, họ dục hết à. This is the amount of meat that I get out of this head piece. So that's why a lot of people throw this away. Look at that, a lot of meat. Very tender meat. Yummy, yummy. Ăn mì nữa không? Kind of full. Okay, we just finished this. And we done. Eat the lobster. Hôm nay à, hai cho con mỗi người một gói à. Đủ rồi, với lại rau cải với lại con tôm hùm này nữa. Đủ. Trứng nó bị bể à. Trứng broke cả nó. Of course it is. Khói này nó ra nóng gì đâu. À.
Rồi. Gạch quá trời gạch luôn à. Nó đây còn khè luôn. Thật sự cái này á, nó nói là mì cay nhưng mà không có cay lắm, cũng the the vậy thôi. Vậy ha, cái đầu của thịt quá đi coi cái bụng bà tử ra chưa? No, it's over here. Ờ. Lấy cái đó ra mà không chút nó bể. Không muốn không à? Ăn đi. Đây còn có chanh mì luôn con. Ăn hết mì. Ở trong đây nè, hái đi. Hơn là hai cha con chưa tắm phải đổ mồ hôi quá trời luôn. Ăn cái này, ăn này xong để chút nữa đi tắm cho nó đã. Ăn vô nó đổ mồ hôi ra nó như là mới xông ra vậy. Đã. That's it guys. Good dinners. Especially the lobster at the main ingredient. Looking forward to do it again in the near future, hopefully. All right, thank you very much for watching guys. See you again next time, okay? Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Hy vọng là sẽ có những cái món ngon, món lạ để cho các bạn coi. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye guys. Bye. See you.